Cô xin chào các con yêu quý. Cô rất vui khi được gặp lại chúng mình trong buổi học ngày hôm nay đấy. Thế chúng mình có vui khi được gặp lại cô không nào? Trong thời gian nghỉ dịch, các con vẫn luôn được các cô mang đến cho chúng mình những bài học vô cùng bổ ích và thú vị đúng không nào? Và cô cũng rất vui khi nhận được tương tác của chúng mình đấy. Chứng tỏ chúng mình rất là chăm học. Cô khen cả lớp mình nào. Và ngày hôm nay cô sẽ mang đến cho chúng mình một đồ vật. Chúng mình cùng nhìn xem trên tay cô có gì đây nhé. Tinh tinh, cái gì đấy ạ con? Chiếc nơ rất là xinh xắn đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng nhìn xem chuyện gì xảy ra với chiếc nơ này nhé. À, chúng mình thấy chiếc nơ đang như nào nhở? À, chiếc nơ đang tung bay đúng không nào? Vì sao chiếc nơ lại tung bay được thế này hả các con? Nhờ gió đúng không nào? Ai biết gió còn có tác dụng gì nữa nào? Cô nghe có bạn nói gió giúp cho tóc chúng mình khô khi chúng mình gội đầu đúng không nào? Gió còn làm cho chúng mình mát hơn vào mùa hè này. Hay gió còn giúp cho cánh diều bay cao hơn trên bầu trời. Tất cả những ý kiến đều chính xác đấy. Ok cả lớp mình. Tác dụng nữa đấy. Để biết gió còn có những lợi ích gì, sau đây cô mời chúng mình cùng lắng nghe cô đọc bài thơ Chị Gió của tác giả Đoàn Vị Thượng nhé. Chị Gió. Cuốn sách ai để trên bàn, tự mình viết lật từng trang học bài. Mẹ mất phơi áo sân ngoài, bóng dù bé ngủ miệt mài cứ ru. Ngọn lửa trong bếp cháy ngu, tựa như lửa cười. Thì ra chị Gió ngược xuôi, đến đâu cũng muốn giúp người một tay. Cô đã đọc xong bài thơ rồi. Chúng mình thấy bài thơ có hay không nào? Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ gì đấy? Đúng rồi, cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ Chị Gió. Và bài thơ do ai sáng tác nhỉ? Bài thơ do tác giả Đoàn Vị Thượng sáng tác. Cô mời chúng mình cùng lắng nghe cô đọc bài thơ một lần nữa để nhớ nội dung bài thơ nhé. Chị Gió. Cuốn sách ai để trên bàn, tự mình viết lật từng trang học bài. Mẹ bận phơi áo sân ngoài, bóng dù bé ngủ miệt mài cứ ru. Ngọn lửa trong bếp cháy lu, bỗng reo tí tách tựa như lửa cười. Thì ra chị Gió ngược xuôi, đến đâu cũng muốn giúp người một tay. Cô đã đọc xong bài thơ rồi. Ai giỏi nhắn lại cho cô biết cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ gì đấy. Đúng rồi, cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ Chị Gió. Mà bài thơ do ai sáng tác vậy? À, bài thơ do tác giả Đoàn Vị Thượng sáng tác đúng không nào? Ai đã làm cho quyển sách tự lật được từng trang vậy các con? Chị Gió đã giúp cho quyển sách lật từng trang đúng không nào? Cuốn sách ai để trên bàn, tự mình viết lật từng trang học bài. Gió còn giúp gì cho mọi người nữa hả con? Cô nghe rất là nhiều ý kiến này. Có bạn nói gió giúp cho mẹ phơi quần áo nhanh khô. Gió còn giúp đung đưa võng để có gió mát cho bạn bé ngủ ngon đúng không nào? Cho ngọn lửa trong bếp cháy to hơn để nồi canh nhanh chín đấy. Mẹ phơi quần áo sân ngoài, bóng dù bé ngủ miệt mài cứ ru. Ngọn lửa trong bếp cháy lu, bỗng reo tí tách tựa như lửa cười. Thì chúng mình thấy chị Gió thế nào nhỉ? Chị Gió rất là tốt bụng đúng không nào? Thì ra chị Gió ngược xuôi, đến đâu cũng muốn giúp người một tay. Rồi, chị Gió có rất là nhiều tác dụng đối với con người đấy. Thì chúng mình có yêu chị Gió không nào? Nếu yêu chị Gió thì chúng mình sẽ đọc bài thơ thật hay với cô nhé. Nào, cô mời chúng mình cùng bắt đầu đọc thơ với cô nào. Chị Gió. Cuốn sách ai để trên bàn, tự mình viết lật từng trang học bài. Mẹ bật phơi áo sân ngoài,
bóng ru bé ngủ miệt mài cứ ru. Ngọn lửa trong bếp cháy lu, bỗng reo tí tách tựa như lửa cười. Thì ra chị gió ngược xuôi, đến đâu cũng muốn giúp người một tay. Cô thấy chúng mình đọc thơ với cô rất là hay đấy, cô khen cả lớp mình nào. Bài thơ này để dành tặng ông bà bố mẹ nhé. Sau đó chúng mình hãy nhờ bố mẹ quay video và gửi lên nhóm lớp cho cô, được không nào? Buổi học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.